Thưa quý vị, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại phường 3, thành phố Vũng Tàu. Thời gian qua, phường 3, thành phố Vũng Tàu đã công khai đầy đủ kịp thời các nội dung để dân biết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của phường. Thông tin về các vấn đề người dân quan tâm như tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng đường Thống Nhất nối dài, dự án nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tình hình thu chi các loại quỹ, chính sách hỗ trợ các đối tượng theo quy định. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị phường 3 tập trung triển khai tốt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng các dự án công trên cơ sở, bảo đảm công bằng, đúng quy định.